Như ruộng này là cắt ở này này. Ruộng này là 90-95% rồi này. Toàn bộ đây là cắt ngon lành. 3 ngày nữa là hôm nay là thứ 6. Thứ hai cắt, thứ 3. Mai thứ 7. Ngày kia chủ nhật. Thứ 3 cắt đi. Thứ 2 hoặc thứ 3 là bắt đầu đi cắt lúa. Chứ để nó chín quá nó cũng ấy anh. Ok, hello, chào các bạn. Chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Hôm nay là mình đưa anh Quý đi vào trong bản Chilembo đây để kiểm tra đất, xem là có triển khai trồng lúa được không. Buen día, bhai. Buen día. Rú bhai, bà. Como saúde. Sí, sí. Ah, sí. Bhai, aquí anda no mete cimento. No metemos. ¿Por qué? Falta de adubo. No precisa meter primero, después vamos a regar con amonio. No es meter adubo primero, después que meter cemento, no. Em đã mua giống vào đây rồi để cho mọi người gieo rồi, nhưng mà bây giờ cứ bảo là đang chờ lân đạm xong mới gieo. Còn đây là anh biết đây gì không? Cái hạt đấy, cái mi đấy không? Mi? Nó lúa đấy chứ. Lúa mi. Lúa mi chứ nè. Lúa mi như trong cái trái mi năm cả đi năm cả đấy. Đây lúa mi đây. Lúa mi đấy. Nhưng mà đây hơi ít nhỉ. Thế đây là cái này là mọi người ta tự trồng này anh này. Chứ em không bảo trồng đâu. Nhưng mà cái đất này con đang không cấy lúa này. Cấy được. Vẫn cấy được. Đất đỏ mà. Đất đỏ chứ nước này cấy được. Cấy như thế. Cấy như thế. Nhiều phấn đàm thì chứ cấy được. Nước cứ tiền đấy đó. Nguồn nước thì đập. Nước ở đây thì đẹp rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà tuyệt vời đó. Nếu mà làm thì phải san mạnh lắm. San tất nắp ố nhỏ thôi, chỉ có ố khoảng 10 thước thôi. Phải 8 thước luôn. Chứ còn đẹp chứ. Chỗ này không đẹp bằng chỗ dưới kia. Nó bậc thang không được, chỗ này được sao làm được đấy. Đất này nó đấy này anh này. Đất này làm được, làm vô tư. Đất này nó cứ chùi chùi này, khó làm này. Chùi kiểu cái này tới bậc thang mình làm ố nhỏ thôi. Đồ chứng còn bê rồng này khoảng 7-8 mét thôi. Ừ, 7 mét thì nhiều lắm. 7 mét. Nếu mà 7 mét thì em nói từ đây mà ra 7 mét, chỗ này phải xuống cả mét. 2, 4, 5, 6, 7 đến đấy chứ mà em, chỗ em đến đấy thôi, từng đấy. Đến đấy nhưng mà từ đây mà đào xuống để bằng ra đến đấy, em nói chỗ này phải xuống cả mét đất. Tầm 60 phân, 70 phân. Nó chênh nhiều chánh, này. Chênh thì chênh. Chênh thì không làm được. Không làm được. Từ đây về kia phải được cả mẫu đấy nhỉ? Cả đấy hơn một ruộng ấy chứ. Nhiều chứ, từ bên này. Từ bên này mà sang bên này phải tầm 5-60 mét. Ừ. 5-60 mét mà nhân với từ xem nào. Ít với gần 2 màu đấy. 50 mét mà nhân với 5. 2 màu đó. 250 mét là gần một sào rồi, một ô này. Nếu mà từ đây sang đây là được gần một sào rồi. Phải được 10. 7 mét chứ. Ví dụ 5 mét. 5 mét mà nhân với từ đây sang bên kia phải tầm 60 mét. 60 mét đó. 60 mét là một ô là gần một sào. 300 mét vuông thôi. Từ đây xuống dưới biết bao nhiêu là ô. Từ đây thật biết bao nhiêu ô. Hơn 2 màu. Nếu mà ấy là hơn 2 màu này. Biết không? Nhưng mà ở đây nước thì ok. Được ok hay? Nước thì ok, anh em chỉ sợ mỗi đất. Đất làm được mà. Em chỉ sợ mỗi đất có làm được không. Không, cũng được làm. Chứ nước ở đây thì nhiều đó. Mọi người nhìn cái mương nước. Đất này làm được mà. Đất này em sợ. Được. Đất đẹp chứ. Đất năng lực chứ. Đất này thì nhật nó đất này có phân bò. Có phân chuông này. Ok. Bây giờ anh bảo phân bò lấy bao nhiêu mà bao nhiêu cho đủ phân bò mà riêng mà bón cho hai mẫu ruộng. Thì sáng nay thì đi tìm cũng phải đi xin thôi cho triển khai đi, cho vào mùa khô thì cứ dễ, nói chung là dễ xin, dễ làm. Bây giờ nếu mà làm thì phải nói chung cái này. Đấy mà cùng máy này, có máy mới làm đấy. Ok. Máy phay nữa. Phay như Việt Nam mình á. Máy phay thì nói làm gì? Đây mà có máy phay thì nói làm gì? Đó. Có máy phay vào mà lắp bừa vào mà đi san thì đúng là tuyệt vời luôn. Có máy là ok. Đẹp rồi, hồi suối đẹp đấy. Ừ. Ta đi suối giờ ta xem cái đấy. Suối. Đây nó cứ thoải thế này thôi, nhưng chỗ này nếu mà làm thì vẫn để chỗ này làm cái đường.
đường chính trên đấy. Chỗ này vẫn dài làm đường để đi. Để đường chính để khi mình lúa mà mình thu hoạch nó mình đi theo đường này này. Vâng. Thu còn đi hai bên thì làm ruộng đẹp đấy. Chỗ này còn chỗ dưới kia đang trồng khoai sọ cái tí em đưa anh xuống chỗ đấy còn đẹp nữa. Chỗ đấy còn phẳng. Chỗ đấy gần như là nó phẳng không cần phải san. Chỗ đấy cũng có nước. Thế nhưng mà đấy là nước thì lại không lấy được nước mà phải bơm. Đấy tiền hay cái chỗ nên tiền hết. Chỗ này tiền. Đấy, tuyệt vời đó. Đấy hái màu vừng vang đây. Thừa sức luôn đi hái, anh. Hái màu từ đây mà sang kia phải tầm 30 mét rồi. 30 đấy, từ bên này mà sang bên này cũng phải tầm 30 mét nữa rồi. 60 mét hai bên. Rộng mênh mông. Dài hay? Dài đó. Đẹp đấy. Ví dụ từ đây từ trên kia xuống đây là 100 mét rồi này. Đây đây khoảng 100 mét nữa. Tầm cái này nó hơi nghiêng nhỉ. Này mà nó phẳng tí thì đẹp tuyệt vời luôn nhỉ. Tầm hơi gì hay. Nó mà thoải đi thì đẹp tuyệt vời. Hơi dốc quá, dốc trong nam. Cái này là năm ngoái em vào đây cày là đã ấy rồi, đã lấy máy cày rồi. Nhưng mà nếu mà được thì là sẽ đắp. Để mai mốt vào họp người dân đắp trồng lúa. Họp bàn chứ. Đắp cây lúa. Bây giờ cái công đoạn vất vả nhất là đắp bờ thôi. Đắp bờ là vất nhất năm đầu tiên. Bởi vì từ đây như mọi người đấy là cái ruộng này nó rất là dốc. Nó rất là dốc đó. Nếu bây giờ đắp thành những ruộng bậc thang thì nói chung là cái năm đầu tiên sẽ là cực kỳ vất vả. Đôi chánh đến đấy mới xuống dưới nên phải 3 mét mấy đó. 3 mét. 3 4 mét thôi. 3 4 mét sợ không hết đi. Chánh. Sâu lắm anh ạ. Nhìn thế này thôi nhưng mà sâu lắm. Khi mình đắp bơm mới thấy khiếp. Rồng ấy. Bây giờ nhìn nó chưa thấy gì, nhưng anh phải đắp bờ lên cơ. Đắp bờ xong nhìn nó mới như của mình đấy, cái đất nó không dốc mà mình đắp lên. Đắp lên nhìn khiếp ấy. Nhìn nó đã cách nhau 6-70 phân rồi. Bây giờ đi xuống cái vườn khoai sọ kia. Đi xuống vườn khoai sọ kia. À xem này. Khoai sọ có năng thu được anh ạ. Sáng thử xem coi. Anh có đấy không? Có làm một vầng về ăn. Đến tới lấy ít chứ về ăn. Khoai to đẹp rồi. Em trồng từ đấy thì anh thích nước này. Nguồn nước trong trải mình được đấy như này thì cũng tuyệt vời. Nếu mà nước ở anh em mình nha các bạn nhé. Trong anh em mình trong trang trại ấy. Mà nước nó được nhiều như thế này. Thì không phải đi đâu luôn. Riêng ở trong đấy nếu cái nguồn nước như nguồn này nước anh em thế này mình trong làm này được. Làm về 6-7 mẫu ruộng đến được. 5-6 mẫu ruộng này là chắc chắn trong tầm tay luôn. Nguồn nước ứng lắm. Đây. Bây giờ đi lên trên này. Cho mọi người xem cái mương nước này thì mọi người cũng không lạ lẫm gì bởi vì mùa khô năm ngoái mình cũng đã làm việc ở trong này rồi mọi mùa người. Mùa khô vẫn chảy thế này á? Vẫn như thế này. Rồi, tuyệt thế. Nhưng mà trong luôn tháng tài mình mới được cái ba ba. Cái mương thế này thì tuyệt vời. No stain plano. A começar de aí vai para baixo. Quero plantar arroz. Diga. A primeiro tem que conversar com o povo. E depois vamos começar a fazer barreiro. Yeah. Não, esse galera não. Depois quando faz, eu tenho que vir para mostrar faz como. Theo anh thì Linh, giả sử chứ nếu mà có làm ruộng mà mình làm nhiều thì làm khúc nửa trở về dưới kia đỡ sán hơn em ạ. Tâm tâm từ về suối. Từ cây sắn như vậy. Đứng trên cây sắn đoàn ấy, trên chỗ xuống cây mía xuống đoàn, chia khoảng đến 2 phân dưới 1, đoạn 6 là đẹp hơn ạ. Chia đôi ra, đoạn này nó dốc quá thì bỏ. Đoạn này dốc để trồng rau bởi vì đây con giống đây mọi người gieo đây toàn bộ khúc này trồng rau dưới kia trồng lúa. Cái đoạn 6 là trồng lúa hái nè. Cái phía ấy là vẫn đẹp hơn ạ, phía bên này. Cứ tính trong khoảng độ đẹp. Mẫu thôi. Chứ chánh bên đây thì hơi dốc thì chúng làm được. Chứ độ 6 lần vẫn đời dốc hơn trên đấy. Cứ tính trong khoảng độ mẫu, cấy khoảng mẫu lúa đấy. Cấy mẫu lúa được. Thì ban đầu ta mình trang làm thế đó, sau 6 lên. Làm ít thì sang sang 5 tỷ. Tỷ 6. Đây. Então, pai, agora o terça-feira. Avisa povo, né? Terça-feira vou vir. Essa feira vou vir, vamos conversar esse a coisa de plantar arroz ali esse lado. Daí anh ơi. Sim, pai. Được ưa.
Sí. Vamos a meter ya cemento. Nước vừa đúng đó. Chà ơi. Đây. Nhìn nó sướng ấy. Nước này là cái nguồn nước này là mùa hè nó cũng chảy như thế này các bạn ạ. Đó. Mùa hè là cái suối này nó cũng chảy như này bởi vì cái này nó bắt nguồn từ cái suối to ở trên kia về đây. Đó. Trì rộng. Năm ngoái thì mọi người cũng đã đi dọn dẹp đường mương rồi. Đó, xong rồi cái này giờ bây giờ mình chỉ cần xả đây thôi. Tề vào đây có gì nữa. Xả đây là cái chảy từ từ ngon lành về dưới ruộng đẹp rộng. Rồi bây giờ đi xuống dưới cái xuống dưới khu vực vườn khoai sọ kia. Nước này thế này mà nếu như trong trại mình được thế này là mùa mưa mình làm mấy màu bóng nhiều màu. Cần gì mùa mưa anh, mùa khô làm mùa, đi. Mùa khô được thế này mà nếu mùa mưa nữa là đúng rồi. Ví dụ như mùa khô mà từng này mà 6-7 màu là mùa mưa của ta phải làm được trên chục màu. Đấy. Mùa mưa thì lại hạn chế không cần phải dùng nhiều nước. Thì đó, thế này là nhiều. Đi ra chạy, đi ra chỗ vườn khoai sọ. Được khiếp. Nhìn nguồn nước vừa sướng. Nước. Đấy, bây giờ là chỗ này là cái vườn xuống khu vực vườn khoai sọ. Vườn khoai sọ. Khoai sọ chỗ này. Đó, kia có mấy em đang bẻ mía dưới kia rồi. Tuyệt vời hay. Đây là cái mương nước, đây là cái mương nước, cái đường mương này là bắt về cái chỗ vườn vừa nãy mình quy đứng. Kịp. Đây đi trên này. Khỏi không đi lối nào được. À thôi đi khỏi nước em ạ. Nước vui. Hôm nay đưa anh Quý đi thứ nhất là để biết cái bản này và cái thứ hai là muốn cho anh Quý trực tiếp đi xem cái đất để xem sau này có chuẩn bị vào mùa khô để anh em có triển khai trồng được không. Nếu mà được thì sẽ cấy lúa nhân rộng ra cái bản bên này. Không chỉ ở trong trang trại mà bây giờ anh em mình còn muốn nhân rộng sang bản bên này nữa. Đây nước đây anh ạ. Nước đây. Nước tuyệt vời đấy. Sau này là mùa khô là nó cũng chảy như này. Nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn một tí. Bây giờ đi được 10 thì là sau này mùa khô thì nó còn khoảng độ 7-8. 7-8 nó nhiều rồi em ạ. Thoải mái luôn. Đây cái khu vực này. Khu vực này là bỏ người dân bỏ và mùa mưa bỏ không làm được. Cả nếu mùa hè làm được em này. Mùa hè ta làm được đây này. Đấy. Đẹp đấy này. Đấy là trong cái khu vực này, toàn bộ cái khu vực này. Bộ này chứ, khu vực đấy chứ. Đẹp đấy. Toàn bộ khu vực này là nếu mà ưng thì là sẽ đây là làm được. Dọn dẹp tiền làm. Nước này. Nước đây thì ok rồi. Tiền nếu mà không là cái địa hình nhân băng. Nó băng này. Nếu mà bây giờ đấy, bây giờ là xem xét anh ạ. Sẽ xem xét hai chỗ. Một là ở trên kia, hai là dưới này. Chứ mà trước mắt mà làm nhánh là đấy làm hơn đấy em này, nhánh này. Đất bùn đất này được này. Đất trồng lúa được này. Đất này là năm ngoái em trồng đâu nhưng mà cái đẹp do đấy. Là cái thóc giống của người dân này nó không thành. Của Việt Nam mình thôi. Thế nên là nó mới hỏng. Của Việt Nam mình sáng làm được ấy. Anh bới thử vâng khoai này. Để cho em vào bới vâng to phết anh ạ. Khoai này này, khoai sọ này. Ơi củ đấy nhá. Hả? Cổ đấy đấy, cổ to đấy nhá. Ủa thì phải có củ chứ. Củ to này, cổ to này. Bới đi, bới cả luôn đi. Dược luôn á. Dỡ mang về cho anh, mang về nhà anh chị ở nhà xem có ăn gì thì nấu nhỉ. Mấy bếp nấu rắn chứ này. Cái này em trồng lâu rồi. Khoai nó nấu sướng ngon này. Phải bới, không rổ đâu, phải bới gần hết mới rổ đâu cho em. Thế xong cái này là về anh em nghiên cứu xem nào. Cái đất này là làm ruộng rồi này. Một là làm đây, hai là làm trên kia. Làm đây thì gì em này. Làm đây thì đỡ phải đắp bờ nhiều. Bờ nhiều mà lại dễ sán. Băng này, công sức sán khỏe. Trên kia nó chứ đắp bờ nó sán mệt lắm. Nhiều công. Đấy khỏe này. Có củ không? Chứ mấy củ vậy. Cầm xít xuống. Đấy. Được cái báo thái hề. Củ đấy nhỉ. Ở đây đây. Đây, đi ra góc này xem này. Đất bằng ứa đó. Đất này thì bằng đến bằng. Làm thì mình làm thì không phải đi san nhiều. Đỡ san á. Đỡ công san.
Tôi lấy cây này được. Đấy, bới thử cây đấy xem nào. Cây này củ, củ trôi ra đây. Muốn bình nước lên. Khoai này lại ưa nước. Khoai này về nấu ăn thì ngon. Nấu sướng ngon, tử ra ăn nhá. Nhà xương lợn đây nhỉ, làm nồi canh xương thì tuyệt vời luôn. Cái xương nấu đặc đặc mà ăn hết, ngon. Này công dụng bảo rồi. Thế thống nhất là cứ chốt chỗ này hả? Ê, chỗ này, này hay. Thế còn trên kia nó dốc thôi bên bỏ. Trên kia dốc để đó đó, để tính sau. Làm được đây đó, để tính một sau. Hoặc là với mùa mưa. Làm thì là cái chỗ này là hay đó. Cái này đất phẳng này đỡ phải san nhiều. San gì? Cái này cứ cho dạy cỏ xong rồi là đây là đã đắp bơi đắp cỏi rồi. Dẫn đấy đông tinh hay cái cuộc thôi. Mọi người chịu khó làm lắm. Chịu khổ lắm thì cuộc thôi. Con chỉ phải đưa cây ta vào đó. Làm bằng cuốc được. Không cần phải bừa. Để đắp ô to to ra. Như thế nào đấy để mà sạch. Giờ tự nhiên anh bẻ ra thế có phải là giờ khó cầm. Khổ đấy, đây, khổ. Còn hai vầng bên này nữa đi. Báo đâu rồi. Thật gì vầng này bé kiếm sao được. Cái này sao anh tỉa hết cải dưa này ra nhá. Tỉa xong rồi trồng sang bên kia. Toàn bộ khu đấy trồng hết cải dưa này. Cải dưa này sau này nếu mà cô muốn bán thì bán cho người Việt Nam được này, bán đơn giản này. Còn chỗ này là cải ngọt này, nhưng mà đây là cải ngọt nhưng mà lại là cải ngọt nhưng mà lại ngọt là ngon gì nhỉ? Như kiểu ngồng ấy. Cải ngồng ấy nó lên phát là cái cây nó to như ngón chân cái này. Đấy là mình xong này là cứ cái này là cứ để tỉa ăn dần thôi, trồng được sang bên này này. Trồng cái dãy này này. Còn lại là cứ để nguyên ấy. Cải dưa thì trồng dưới bên kia. Thế thôi, năm nay là làm rau này trồng ít thôi. Rau này trồng chỗ này mới chỗ kia thôi. Trồng ít thôi, chỗ này thôi. Đó các bạn, anh em mình với anh Quý vừa đi vào trong bản trong kia, bản Chilembo để nghiên cứu đất ở đây. Lúa thì đất thì bây giờ đất này đấy, hôm mới tháo nước được 2-3 ngày nhưng đến bây giờ là bắt đầu hiện tượng cứng cứng rồi. Mai mốt thì là khô cong luôn. Như ruộng này là cắt được rồi này. Ruộng này là 95% rồi này. Toàn bộ đây là cắt ngon lành. 3 ngày nữa là hôm nay là thứ 6. Mai thứ 7. Ngày kia chủ nhật. Thứ hai hoặc thứ ba là bắt đầu đi cắt lúa. Chứ để nó chín quá nó cũng ấy anh. Chín quá sợ gió nó đập vào nhau nó rụng. Này, anh ơi. Nhìn đây như kiểu là có vết chân chuột đây này. Đây này, lốt này lốt chân chuột này. Nhưng mà đây là như kiểu chuột nhắt thế này. Đấy, nhỏ nhỏ này nhưng không thấy nó cắn ở danh lúa dụng lúa. Thôi, lúa này là hơi quyết định anh ạ. Đến thứ sang tuần thứ 2 hoặc thứ 3 là anh em mình sẽ đi cắt lúa. Ừ, 4 ruộng làm đầu tiên thì mình cắt trước. Ruộng này này, ruộng kia 4 ruộng. Thì đấy đang chờ lãnh đạo xuống, nhưng mà lãnh đạo không xuống thì thôi mình không chờ được. Nói chung là mình không thể chờ được. Cái việc gì mình cần làm là mình cứ phải làm thôi. Chứ chờ cái là thật chờ hỏng việc của mình ấy, nhỡ bao nhiêu kế hoạch. Đấy, nếu cắt thì nhìn gần như là cắt được hết rồi. Đấy ví dụ như chỗ này là còn mấy cái lụa ruộng này là xanh này. À mấy cái cây này là xanh đấy, nhưng mà không ảnh hưởng. Tí tẹo này không đáng kể. Cái này em nói bây giờ nó như này nhá. Giờ là như này nhá, nhưng mà chỉ cần sang 2-3 ngày nữa là giờ nó khác hẳn luôn. Đây, chín vàng ươm này đẹp thật nhỉ.
thứ ba vào cắt thôi. Thứ ba hô hào anh em vào cắt lúa. Nhìn cái bông nó gục đẹp thật nhỉ. Bông dài ấy. Bông dài nữa đó. Đấy, mấy cây này là nó nhiều chất ăn này, nó chín sầu này. Nếu mà nó chín đều như chỗ này thì đẹp quá, chín đều như này là mình cắt xong hết rồi thì. Mua 6 tí phải tướng đủ nhân dân. Đưa bún thì chuẩn bị tía. Thôi ok rồi. Đó bạn, ngày hôm nay thì đứng đây. Ngày hôm nay thì mình có đưa anh Quý vào trong bản Chilembo ở trong kia. Đó thì anh cũng đi xem đất rồi đấy, chỗ vườn khoai đấy anh em, mình bới khoai các thứ đấy. Thì quyết định làm đi. Làm chỗ đấy thì đỡ phải ấy nhỉ, đỡ phải san đất. Chứ nếu mà làm ở chỗ vườn rau đấy thì san cũng chết. Cái đấy nhiều công lắm, tốn công mà san nói chung là. Mùa khô thì mình trông mùa khô trồng nhỏ nhỏ thôi nhỉ. Nhân ra thử nghiệm ở bản đấy xem nó có ok không. Nếu ok thì sang năm mình làm rộng. Ok các bạn, video ngày hôm nay anh em mình cũng muốn đi đưa anh Quý. Đó là đưa anh Quý là người gọi là am hiểu về lúa, rồi là xem xét những cái khu vực đất nào mà nó ok để trồng lúa. Thì anh em mình đi vào trong bản Chilembo kiểm tra rồi, thì nói chung là hai anh em đã thống nhất là chốt được cái mảnh đất mà cái chỗ đang trồng cây khoai sọ đấy. Thì đợt tới này vào mùa khô, khi nào thu hoạch lúa này xong thì anh em mình sẽ bắt đầu tập trung vào trong đấy để gieo mạ, rồi cũng đi cấy giống như ở đây để thử xem là ở bên cái đất ở trong bản, cái khu vực đấy có trồng được lúa có ok không. Nếu ok thì sang năm anh em mình sẽ tiếp tục đầu tư giống cũng như là phân bón, thuốc trừ sâu các loại để cho người dân phát triển đó. Với cả là ở đây nữa, còn ở phía bên này các bạn, ở phía trang trại mình thì chắc là có lẽ là anh em mình tạm thời là có khả năng là sẽ làm hai bên thôi, bên này ruộng cũ và phía bên này ruộng mới. Như thế này là tổng là có 17 này, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 ô rồi anh ạ. Mùa khô làm này thôi, sợ không đủ nước các bạn. Thế như bây giờ mà ví dụ như là làm sang cả bên kia nữa mà chỗ này nó cũng phải mấy mẫu nhỉ. Yeah. Chỗ này nhìn này thôi nhưng mà phải mấy mẫu lúa các bạn ạ. Ba mẫu quá chứ nhỉ. Ba mẫu ở Việt Nam mình nói thật, nếu mà một gia đình làm ba mẫu là vất vả lắm. Thật. Không có máy móc mà người, ví dụ như ngày xưa mà thời vẫn còn phải trâu phải cày kéo mà ba mẫu thì đúng là cực kỳ vất vả luôn. Nói chung là cứ tối mặt tối mũi về ba mẫu ruộng thôi. Nếu mà ngày xưa, còn bây giờ thì có máy cày rồi, máy cắt lúa rồi thì nó nhàn thôi, nó nhàn hơn. Thế nhưng mà đi gieo xạ rồi đi chăm bón nó cũng mệt, vất vả anh ạ. Đi vãi lân đạm các thứ cũng vất vả. Thôi năm nay là anh em sẽ cố gắng làm, nhưng mà chỉ làm ở phía bên này và phía bên này thôi. Đã là nhân rộng diện tích lên gấp đôi rồi. Và cái thứ hai là nó lại vào cái mùa khô nữa. Đó, nên là cũng rất là khó khăn nữa. Để xem tình hình một vài ngày tới, tạm thời là trước mắt là làm hai ô này. Nếu mà mấy ngày nữa anh em mình sẽ đi thăm dò cái đường nước. Nếu mà đường nước mà nó ok thì là sẽ làm sang bên kia nữa. Đó, cứ quyết định này đã. Còn nếu không thì chỉ trước mắt là cứ làm này đã. Còn hiện tại đây thì giờ anh Quý đang đi lấy nước các bạn ạ. Đi lấy nước để cho vào những cái ruộng này. Mấy cái ruộng này là mới gọi là san qua qua thôi, chứ nó cũng chưa được bằng phẳng để có thể mà gieo để cấy được. Ngâm nước cho nó đất nó ải, đất nó mềm, với cả là cho nó chết cỏ đi, cho nó thối những cái rễ gốc cỏ đi. Sau này thì khi nào mà lúa được thu hoạch thì bắt đầu sẽ tiến hành lấy máy vào đây cho nó chạy. Rồi là tiến hành đi gieo cấy. Vẫn cứ quyết định gieo mạ và cấy các bạn, chứ không gieo xạ. Bởi vì ở đây đông người. Mà chuẩn bị cái mùa tới này là tháng 6, tháng 7 các bạn, ở đây nó có những trận gọi là cuồng phong ấy. Gió nó cát nhưng nó bụi mù mịt cả. Nếu mà gieo xạ vào mình sợ là nó sẽ bị đổ cây lúa. Gieo xạ thì bao giờ cây lúa nó cũng ở trên mặt đất, nó ăn ở trên mặt thôi chứ nó không cắm được sâu. Nhưng mình cấy thì nó sẽ cắm được sâu hơn thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Ví dụ như anh nói nhé, bây giờ mà đến tầm tháng lúa mà như tầm này
Thế mà bị nó gió nó xoáy nó đổ thì cũng hết hơi. Rụng thì rụng hết thì phí, thì mà đến lúc mình đi thu hoạch nó lâu. Đó, thế nên là thôi mình cứ cấy cho nó ăn chắc. Đó. Giờ làm cái gì là cứ phải cố gắng làm chắc cái đã, chứ nếu mà nó hỏng cái thì cũng mất hết bao nhiêu công sức, rồi là tiền bạc cũng như là đầu tư nhiều lắm. Mất rất nhiều thứ các bạn ạ. Ok các bạn, thì thôi video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc, dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình ngày hôm nay. Các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa, cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Đó, bây giờ cứ thấy thôi anh. Cứ ở đây canh nước cho mấy anh em đi cuốc cái kia. Sợ đấy rồi, ví dụ như góc kia nó đầy quá.